Fresh chip off the block. Watch my head spin. I got awkward thoughts and a neck twitch. I fall off the knot. Then I get up. I'm this slot to... Hello mọi người ơi. Thì Tiên đã về đến phòng khách sạn rồi và chuyến này thì Tiên sẽ đi Đà Nẵng. Thì chuyến đi này Tiên sẽ đi vào 3 ngày, là hôm nay thứ 6 Tiên đến Đà Nẵng. Thì Tiên đang ở một khách sạn ở ngay sông. Thì đó là cái cầu, Tiên không biết tên cái cầu đó mọi người. Phải không? Không có đâu, còn Công Lý ở Sài Gòn mà. Anh xảo đi. Bây giờ tụi mình sẽ thay đồ và nghỉ ngơi nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé. Loop de loops isn't the answer. Everybody gorgeous, every day important. Everything is glamorous when it's honest inside your hand. Good morning, Đà Nẵng. Bây giờ là điện thoại đâu rồi? Bây giờ là 8 giờ sáng mọi người và Tiên chuẩn bị đi ăn sáng cùng mẹ và Kyle. Thì bây giờ Tiên sẽ skincare cũng như bôi kem chống nắng chứ nha. Chắc là Tiên không makeup đâu tại vì Tiên hơi trễ rồi nên Tiên chỉ bôi kem chống nắng thôi. Thì kem chống nắng ngày hôm nay mà Tiên sử dụng là của Anessa. Đây là một cái dòng kem chống nắng mà Tiên đã sử dụng rất nhiều ở trên channel của Tiên rồi. Mọi người hãy thấy texture của nó. Tiên rất là thích kem chống nắng này. Tiên mang nó đi tất cả những lúc mà Tiên du lịch. Let's go. My time is some fun with my life and I sing a little song. Do a little dance, smile for the camera. Don't get caught up inside the damage. Bring a little joy, find some quirky friends. Hello mọi người. Hiện tại thì Tiên đã chuyển khách sạn rồi. Bây giờ Tiên đang ở Hyatt Regency. Thì Tiên tưởng là hôm nay không có đông nhưng mà Tiên quên mất là tuần này nó đang tổ chức cái cuộc thi Iron Man đó mọi người. Tổ chức ở Hyatt luôn cho nên đó lý do tại sao nó đang rất là đông. Chưa có phòng nữa mọi người. Thì bây giờ đi spa để giết thời gian. Rồi trưa nay có phòng nha. Ok, thì Tiên đã đi spa xong rồi. Và bây giờ Tiên đang ở một cái nhà hàng ngoài biển. Tiên tính thì là trưa nay sẽ đi ra ngoài ăn chứ sẽ không ăn trong khách sạn. Thì Cao đang muốn ăn nem lụi nhưng mà Tiên đang không biết cái chỗ đó đâu. Tiên sẽ làm cái room tour nha. Đây là cái bước vào thì sẽ thấy một cái bàn trà như thế này. Xong rồi. Và đây là sẽ là cái giường. Và đây là cái luggage room. Đi. Xong rồi. Và đây là toilet. Hello mọi người. Và đây sẽ là một cái bathtub. Shower. Rồi, đây là toilet, đây là bathroom. Yeah, bây giờ Tiên sẽ ra đây. Đó. Thì đây sẽ có một cái ghế salon rất là bự ở đây. Và Tiên sẽ mở cửa ra, đây là view. Đây là hồ bơi và ở bên kia là biển. Thì hiện tại là đang có một cái event là Iron Man. Thì năm nay thì anh Tiên lại không đi được là tại vì cái team không có đủ người, mặc dù là năm ngoái đã đăng ký rồi nhưng mà năm ngoái lại dịch cho nên là mọi người lại refund. Thì Tiên mới có một cái vé Đà Nẵng là đi chung với mọi người cho nên là bây giờ Tiên còn dư cho nên là Tiên đi nốt cái chuyến này. Bây giờ thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi một chút và sẽ chuẩn bị đi ăn nha.
Ok, thì Tiên đã làm room tour xong rồi và bây giờ Tiên sẽ reapply skincare để chuẩn bị đi ăn nha mọi người. Thì thường thường thì Tiên sẽ apply lại sunscreen trong vòng 4-6 tiếng để nó giữ được cái độ chống tia UV cực kỳ tốt. Thì cái kem chống nắng ngày hôm nay Tiên sử dụng là của Anasa, là dòng Perfect UV Sunscreen Skincare Milk với SPF 50+ và PA +++. Thì sản phẩm này là có công nghệ auto booster giúp cho chống nước nè, bảo vệ da khỏi tia UV và cái lớp màng chống tia UV bền vững khi tiếp xúc với nước nè, mồ hôi nè và những cái tác động bên ngoài thì sẽ vẫn giữ được lớp màng cực kỳ tốt luôn. Và chống trôi trong nước lên đến 80 phút, nghĩa là nếu mà Tiên đi bơi, ABCD gì đó thì cái lớp màng này nó vẫn bảo vệ da mặt và nó sẽ bảo vệ suốt cả ngày dài luôn. Nếu các bạn nào có da dầu thì sản phẩm này còn kiềm dầu nữa, cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Sản phẩm này á thì hồi xưa Tiên cũng có giới thiệu là nó sẽ có 50% thành phần dưỡng da, cho nên là nó sẽ giúp cho các bạn chống lão hóa và da nó không có bị khô khi mà apply lên đó mọi người. Mùi thì rất là nhẹ nha, kết cấu mỏng nhẹ, không có bị bết dính cũng như là rất là dễ sử dụng, thấm cũng rất là nhanh luôn. Còn nếu mà bạn nào mà ít make up thì sử dụng lớp này thành một lớp base ok luôn. Sáng giờ thì mọi người thấy là Tiên không có make up, Tiên chỉ sử dụng đúng một cái lớp kem chống nắng này thôi. Mà nói chung là nhìn nó cũng rạng rỡ hơn một chút rồi. Có cái hương hoa trái cây á, rất là dễ chịu, cho nên là khi mà bôi lên thì Tiên cảm giác như là Tiên bôi dưỡng da chứ không phải là bôi chống nắng đâu mọi người. Tại vì có một vài sản phẩm thì nó có rất là nhiều mùi cồn nên là Tiên không có thích. Sản phẩm này thì sẽ phù hợp với mọi loại da, nhưng mà nếu mà bạn nào mà da thiên dầu nhiều hơn thì đây là một sản phẩm best cho mọi người luôn. Và đây là sản phẩm trên thế giới đầu tiên chống tia UV hoàn hảo dưới thời tiết rất là khắc nghiệt. Mọi người thấy hôm nay là nắng rất là nắng, nhưng mà mọi người sẽ thấy là da Tiên sẽ không có bị xỉn màu sau một ngày dài ở dưới nắng nha, mọi người sẽ xem đi. Ok, vậy là Tiên đã skincare xong tiếp rồi, bây giờ Tiên sẽ sử dụng một miếng xíu lip glow của Dior. Rồi, vậy là xong. Tiên cũng đi biển thì Tiên cũng rất là ít make up, cho nên là bây giờ mình sẽ đi ăn nha. Hello mọi người. Anh lại hello nữa. Hello mọi người, thì bây giờ tụi mình vừa mới ngủ rửa xong và tụi mình đang đi ăn nem lụi và bánh xèo ở cái chỗ tên là Bà Dưỡng, siêu ngon, nổi tiếng nhất Đà Nẵng nha mọi người. Nếu mà mọi người nào muốn tới đây mà tham khảo thử bánh xèo và nem lụi cũng như là bò lá lốt thì Tiên highly recommend chỗ này nha. Tiên ăn ở đây từ rất lâu rồi đó. Thì tình hình là Tiên đã ăn xong rồi. Mọi người nhìn dép của Tiên nè. Đó. Tại vì sao không? Cái đôi dép của Tiên nó vừa bị đứt, cho nên là bây giờ Tiên đang vào H&M để Tiên mua đồ một chút. Nhưng mà chỉ mua đôi dép thôi mọi người. Đang đến giờ là mua dép xong tự nhiên vô đây thấy đồ đẹp quá, cái phải thử. Tiên không nghĩ là Tiên ra đây là Tiên đi shopping mọi người, nghĩ đi nghỉ dưỡng thôi, nhưng mà trời xui đất khiến. Hello, Tiên vừa mới bơi biển và hồ bơi xong, là bây giờ Tiên lại ăn nữa mọi người. Mình đang ăn khoai tây chiên again. Và bây giờ ăn xong thì Tiên sẽ hưởng bé này nó pháo, dăng nước vô đầu. Bây giờ Tiên ăn xong thì Tiên sẽ đi lên thay đồ để tụi mình tối nay sẽ đi ra Hội An nha. Let's go. Thì là mới đi ở đây thôi mọi người, tầm 1.5 năm trước, nhưng mà Tiên thì chắc là rất rất lâu rồi.
Yeah. Áo đẹp mua đâu anh? Hả? Mua ở tiệm tên là Sài Gòn Đi. Cái gì? No control nha mọi người. Áo này quá nổi rồi, mọi người không cần phải làm. Đâu ra vậy, tụ tinh vậy? Đúng rồi. Collection của her nha mọi người, rất là xinh. Tiền rất là thích cái đầm luôn á, kiểu mặc rất là comfy, nhưng mà kiểu muốn lạnh á thì có thể khoác cái áo này vào, còn nếu mà không thì gỡ ra cũng được luôn, rất là tiện. Bây giờ thì tụi mình đã về tới khách sạn rồi và Tiên sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, ngày cuối cùng ở Đà Nẵng nha. Bye bye. Good morning. Rất là nôi này. Thì hôm nay là ngày cuối cùng Tiên ở Đà Nẵng rồi mọi người. Em vừa mới dậy, bây giờ là 9 giờ. Và riêng sẽ đi ăn sáng nha. Oh yeah. Mọi người thì Tiên đã về đến Sài Gòn rồi và kết thúc chuyến đi Đà Nẵng rất là ngắn như thế này thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều niềm vui. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video lần này của Tiên, và hẹn gặp lại mọi người trong video travel tiếp theo nha. Bye bye.